Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử qua một con game vừa mới cũng vừa cũ. Game có tên là Dipnomancy Inox Option. Game này nó đã ra mắt khoảng 2 năm rưỡi rồi. Tuy nhiên gần đây thì dev họ sẽ chuẩn bị cái cập nhật phiên bản 1.0, nói chung là phát hành chính thức kết thúc cái giai đoạn mà trải nghiệm sớm của con game đó. Early Access nè. Đó. Thì tôi cũng không biết chính xác là thời điểm bao giờ nữa nhưng mà cũng khá lâu rồi. Hiện tại thì thông tin ở dưới này dev cũng không có ghi gì cả nên cứ chơi đi. Thì khi nào game ra mắt 1.0 thì tôi nghĩ trong cái tháng 10 này thôi. Tới lúc đó thì chúng ta lại trải nghiệm khác. Phiên bản tôi chơi hiện tại là phiên bản 1.0 rồi nha. Nên nếu anh em chơi mà trước khi nó phát hành thì có thể khác khác như tôi. Nên tôi là cũng muốn chơi thử trước con game này, coi nó ra làm sao. Khi nào con game này phát hành thì tôi đăng lên luôn. Đây cơ bản là một con game chiến thuật quân sự, đúng như cái tên tựa game của nó. Tựa game của nó dịch ra tiếng Việt có nghĩa là ngoại giao, không phải là một sự lựa chọn. Tức là anh em đi đấm nhau là chính, quân sự là chính chứ không có ngoại giao gì nữa. Game này đồ họa nó theo kiểu tối giản luôn, minimalist là dạng stylist tối thiểu á. Nhưng mà bù lại thì anh em nhìn mấy cái tấm hình này, lối chơi nó rất là đa dạng thoải mái nha. Chiến thuật quân sự xây dựng thì lúc trước tôi đã chơi trên kênh một lần đó, anh em có thể coi lại video cũ. Nhưng mà lúc đó vẫn bản test thôi, còn lần này thì chúng ta chơi cái phiên bản là 1.0 bây giờ review nè. Cái này anh em nào mà nhận được cái mail từ dev á, thì sẽ có cái mã code để chơi sớm bản 1.0 này. Còn không có thì phải chờ đến khi thời điểm game nó ra mắt. Nên nếu anh em chơi thì có thể hơi khác với phiên bản của tôi một tí. Cái phần chiến dịch thì tôi nghĩ 1.0 thì họ sẽ mở hết thôi. Không có thêm thắt gì nhiều mới đâu. Cái phần chiến dịch thì tôi bấm vô thấy cái bản đồ vẫn còn rộng lắm. Nhưng mà không biết mình có đi được hết mấy cái vùng đó không. Ngoài ra nó không phải chỉ có phần chiến dịch, nó còn một số cái phần thử thách cũng rất là khó nữa. Đây, cái chế độ thử thách nè. Thử thách này gồm rất nhiều loại luôn. Không trình bày thì mình chơi ba cái thử thách này là một chuyện. Còn cái nữa là cái sandbox rồi cái endless mode gì đủ thứ hết. Nên tôi nghĩ giá trị con game này nó mang lại cũng khá nhiều á. Audio. Audio đây. Video, ok. Con máy tôi thì nó yếu xìu à. Thôi, lock 60 đi. Campfire. Campfire thì nó có nguyên bản đồ ở dưới này, trên này. Vùng bên đây thì tôi không biết là mình sẽ có mở hay không. Nhưng mà chúng ta đi cái đầu phần chơi chiến dịch đầu tiên ha. Đây, đây ạ. À. Lead way ạ. Wake up the con. Anh em đợi tí. Cuộc gọi thức tỉnh à. Ông nội của bạn á là Duncan, là một cái ngài Duncan. Anh ấy thực sự là một cái anh hùng chiến tranh. Trong cái quá trình giành độc lập cho cái vùng đất Samia này thì ông đã xử được 15 thằng cắt lỗ tai chúng nó, nên nữ hoàng là Sibia đã ban thưởng cho anh ấy một cái vùng đất riêng và phong anh ấy là một quý tộc đích thực. Rồi ngon, nói chung là ông nội của mình là có tiêu biểu trong chiến tranh đó nên bắt đầu trở thành quý tộc là từ đó luôn, chiến đấu đi lên chứ không phải là kiểu mà cho chuyện con nói hay là từ từ ghen. Rồi cái vùng đất của mình đó thì nó rất là nghèo nàn, ngay cả dưới thời ông nội của mình luôn, thậm chí đến cha mình thì nó còn cũng là bỏ hoang rất là nhiều, đặc biệt là ở dưới cái khu hầm rượu này, nói chung là có rượu đi uống cả ngày luôn đó. Nhưng cha của bạn thì ông ấy đã bị gãy cổ trong khi cái chuyến đi săn hươu. Trời ơi, bây giờ thời đại của bạn, ông nội thì qua đời rồi, tới ông bố thì cái vùng đất của mình vẫn còn nghèo, mà ông đi săn cũng bị mấy con hươu té gãy cổ rồi. Khi còn trẻ thì mình luôn muốn trở nên nổi tiếng. Bây giờ tuổi 16 rồi, cuộc sống yên bình đã không còn nữa. Cuối cùng thì mình cũng phát triển thôi. Bây giờ lựa chọn cái độ khó. Nói chung là mình kế vị một cái vùng đất là khá là nghèo nàn. Từ cái thời để lại từ cái thời ông nội của mình. Cái rất may mắn là mình có một cái hầm rượu nè. Đó, ngoài siêu là nè. Chế độ thử thách là đi bộ trong công viên, chấp nhận thử thách. Cực khó, thực sự là điên loạn. Bạn nằm mơ hay ác mộng. Bình thường thôi, bình thường thôi. Thậm chí tôi còn muốn chọn đi bộ trong công viên á, tại vì đi bộ tôi còn vấp té được mà anh em yên tâm. Có đoạn cinematic đầu game luôn nè, animation tương đối đơn giản thôi. Xin nhìn mà phèn dữ gì nào ông. Nè ông nội mình nè. Ông nội mình nè. Rồi bố mình nè, tới mình. Gì đó. Nói đi. Rồi
sếp ơi có vấn đề rồi, rồi đưa bọc tiền qua. Nó bị lụa sếp ơi, vàng nữa thêm vì giá tiền anh không thiếu. Cảm ơn sếp. Một con vịt xè ra hai cái cánh. Bốn mươi tám con vịt. Anh em thấy hồi xưa không có mà internet, không có điện đóm, không có tivi gì đó, anh em thấy khổ không, stress không, tối ngày ăn cái nhậu với mà đếm chim đếm gò gì đó. Sếp ơi cái gì, có vấn đề anh chúa nó rồi. Dạ tiền chứ gì, nói thẳng ra đi. Cái thằng hộ vệ của chúng ta là cái thằng vừa nhảy từ trên lầu xuống đó hả, nên bây giờ chúng ta cần thêm hộ vệ mới, chắc là cái thằng mới rớt nãy xuống á. Ăn gà tay uống rượu suốt ngày luôn. À mình có hầm rượu mà nè, anh em nhìn rượu nè. Sếp ơi có vấn đề về tiểu thư, tiểu thư đi phá làng phá xóm gì nữa rồi. Anh em thấy là tiền anh không thiếu, tình anh không có, hình như buổi tối thì nhiều mấy con chim hơn thì phải. Sướng phải không, buồn phiền vì nhiều tiền, đúng nghĩa đen luôn á. Vào đi sếp ơi. Người thu thế thì đã trở về, đã đến nơi rồi. Vào lúc này à, thế thì tiền của ta đâu, tên thu thế thì không có mang nó về. Sao có mùi tôn tôn rồi đó nha, đừng nói vương triều sụp đổ với tay mình luôn. Nông dân bây giờ đã khởi nghĩa lên và từ chối cái phản thanh toán đó. Họ là đang có một đám đông bao vây ở quanh cái lâu đài hả. Vô luôn đó hả, ngày 28 tháng 4 năm 91, những người nông dân là đi tuần dịch cho nó nhanh. Rồi những người nông dân bắt đầu bùng lên vây kín cái mà gia đình mình luôn, nói chung ai liên quan đến cái đám quý tộc thì gọn hết. Đám đông này đang hướng đến lâu đài của mình tàn phá mọi thứ. Bây giờ thì mình phải ngăn chặn bốn cái đợt tấn công của quân địch, đánh bại tất cả quân địch trong cái vùng đất này luôn và chiến thắng trong cái trận chiến cuối cùng. Rồi ok, đây là cái nhiệm vụ tiêu biểu của chúng ta góc trên bên trái này. Rồi làm gì, game này lâu quá tôi không chơi rồi. Đây lính của mình đó hả. Ủa là chủ trái số 1, cái này là lính cung số 2. Ủa chủ phải hả, này là xe. Bây giờ làm cái gì ta, có cái đồ gì nè. À chạy lính địch. Chọn game này điều khiển bằng phím mũi tên nha. Nên muốn chuyển camera là chọn cái phím mũi tên nè, xây được luôn nè. Xây 3D luôn á. Bây giờ đi đánh nhau vậy đó hả? À quên xây nhà mà. Game này xây sao ta? Là bấm lúc này, bấm rồi bấm vào cái dân cư. Mình xây cái nhà dân thì tốn 20 gỗ. Rồi xây cái này là gì ta? Lương thực, đi mà hái mấy trái begi. Đây nè, hái dâu nè. Đây đi. Cái này là đánh bắt cá, là mình đây một cái. Đây một cái nữa. Bên này là lấy gỗ với lấy đá. Lấy gỗ thì đây gừng cây kế bên đây, lấy đá thì đây đang xây vô cái bệ đá, nhớ mang máng rồi đó. Đấy
15 gạch. À, cái kho lương thực của mình trên này nè, cái bên trái là cái kho lương. Rồi nó ăn nhiều quá nha. Cái bên phải này là đá, còn cái này là cái gì? Thép hả? Này cái gì đây? Y một đống dâu luôn. Nhà này hay tới không? Tới, vừa đủ tới luôn. Đi thanh lý mấy này à? Xử đó. Rồi mình có cái đó rồi, cái này là cái gì ta? Cái nhà xây dựng cho hai công nhân làm việc. Làm cái luôn ha. Đây đây. Bên này cái nghĩa trang liệt sĩ. Ủa nghĩa trang thôi, không có liệt sĩ, không nói bậy gì được. Nghĩa trang thì xây đây đây. Này đi xa xa. Đi, có cục kim cương nè. Kim cương của mình là 8 cục. Sử dụng để cắt cái phép gì đó. Ủa, đâu như xóa gần này vậy? Chết rồi, sắp hết đồ ăn rồi anh ơi. Say. Xây thêm nhà dân nữa. Xây khích khích như thế này nó đi vào được không ta? Chắc được mà. Rồi ba cái nhà dân. Bên này là cái gì? Không xây được. Bên này là tường thành với mà cái dãy lính, chạy lính 80 gỗ lận. Thêm cái xưởng gỗ nữa ha. Cái gỗ bên trái và cái gỗ bên phải nữa đi. Đây. Rồi cái này là, cái này là gì đó? Hai cái nhà này xây rồi. Cái này là nhà kho, nơi để mình chứa 50 đồ ăn ở đây, 50 thực ở đây. Vậy là xây gần gần cái chỗ câu cá này. Hai cái luôn. Bên này là nơi để mình chứa 100 tài nguyên ở đây. Chắc là gỗ á. Hết gỗ luôn rồi. Rồi, trong lúc đó dẫn mấy lính mình đi vòng vòng xung quanh mà bên mấy thằng đệ này. Đánh người á. Ủa, đây là tới ghìa bản đồ luôn đó hả? Nhỏ xíu à. Chắc là tôi đô vô đồ game thôi. Nhưng mà game này sao nó miệng tôi đô vô ta? Tôi chơi lâu quá rồi, bây giờ tôi cũng không nhớ nữa. Thì mấy đệ mình hình như nó có hồi máu gì á. Chắc có, chắc có. Con hươu, cái này là gì? Gỗ. À, nó phân hai màu, cái phần bên trái là gỗ, phần bên phải là đá. Bên này hết đường rồi. Cho con xe qua đây đi. Đây đây. Săn hươu lấy thịt đúng không ta? Kìa kìa kìa, địch rồi. Chừa cái lỗ lại đi. Nhà mình có thể nâng cấp nữa nha. Mình phải bui nó lên tower 2. Cái này nâng cấp làm sao ta? Đây nè. 150 gỗ với 100 đá. Chắc phải xây thêm đá đi. Thiếu dân hả? Nhà này ra dân nè. Dân coi đâu ta? À đây đây ba người đây. Đồ ăn thì tạm ổn rồi, đồ ăn không thiếu đâu. Bây giờ làm sao để lên lính nữa là vấn đề nè. Đập nhà nó để càng quét nó. Xử mấy này luôn. Đông cái gì ta? Đông đông với mình vẫn xử cái một à. Lên lên lên.
Hả? Địch nó chuẩn bị tấn công trong vòng 50 mấy ngày nữa. Chết rồi, sao vậy? Xỉ nhà lính. Đi đi. Nó tấn công ngay hướng này hả? Hướng này là hướng nào trời? Hướng này hả? Vậy là... hết gỗ. Dân thì còn nhiều mà nó không làm việc nó ta. Nốt cái này đi về. Không biết nó đi đường trên hay là đường dưới nữa. Gỗ mình 64 này, 64. 64 xây được cái tường thành gì chưa ta? Đi đường nào vô trời? Đặt cái giữa luôn đi. Này là nó ngang nghĩa trang mình, vậy chắc nó ngang cái nhà này á. Cái này là cái gì ta? Dạng cái tháp phòng. Lên chính xạ thủ trên này luôn. Đặt cái luôn. Chắc phải tìm gỗ, Mình còn 20 dân. Chừng nào nó mới đánh ta? À 50. Chết rồi, còn có 1 phút nữa. Mình để coi còn thiếu cái nhà nào không, bổ sung thêm luôn. Nhà câu cá, nhà hái dâu, lương thực mình thì nhiều vậy. Có gỗ nè mới là vấn đề nè. Thêm cái nhà đá nữa. Thêm cái nhà gỗ nữa. Thêm rồi. Cái này tự động sửa chữa chắc bà lệnh luôn. Này quân đội của mình. Cái game giờ nó hơi nhỏ nhỏ sao nha. Đổi cái này với cái này nó khác cái gì ta? Xe lùi vô đây. Có nghĩa trang, tôi nhớ lúc trước còn cái nhà đi dọn mộ nữa. Đây nè. Trời ơi, nó đông rồi. Mình có một cái khiêu nè. Nó tốn 2 điểm à. Xe bắn tới rồi. Tới. Ừ, một hit nó bay. Trời ơi, mấy con tôm thép. Ê, nó chưa chết nha. Ôi, game dễ. Mình thịt nó xong là mình phải đi lụm xác nó về nữa. Chứ không thôi để là... tụi nó là sau này nó dịch bệnh lắm. Bây giờ có gỗ để xây cái chạy lính này. Ủa, chạy lính mình xây rồi hả? Đặt cái cờ ra cho nó là ngay đây. Mình còn 9 dân, chắc xây thêm nhà nữa ha. Có gỗ, có đá, có cái kho rồi. Tiếp nữa thì chắc xây dưới này, nhưng mà tôi nhìn cái bếp nước này đúng nghi quá. Sợ sau này quái nó đâu nó trào ra đó là mệt đó. Bây giờ mấy thằng đệ này lên trên đi. Thằng ra đứng cạnh đây nha. Ê, đừng có chọn nó nổi. Qua cứu viện đó.
lính cung trong này nó mạnh vậy đó hả? Bà bắn hụt luôn mà. Lên. Như đây là đủ cân cái sạp này của tụi nó rồi. Muốn làm sao để có lính dưới này đó, chắc phải nâng cái nhà trăm rưỡi gỗ lận. Trời, một thằng đánh mấy thằng kia đứng nhìn. Còn đồ ăn không à? Rồi nhiêu đây là mình cần của nó thoải mái đó. Ok, ok, làm biến độc quá. Hết ngày nữa rồi đó hả? 21 ngày. Mình chưa biết nó tấn công ở đâu nên cũng chưa có xây vội. Xây trước cái cổng này đây đi. Xây quy hả? À quy. Rồi xây trước cái cổng ở đây. Thêm cái cổng. Thế nào nó cũng đánh trên này cái nữa à. Trên này đông nghe à. Nhưng mà mình đông hơn. Chắc phải xây thêm kho lương. Kho lương của mình nó hơi ít rồi. Nhà lên cái, lên cái, lên cái. Rồi đồ ăn, đồ ăn. Thêm cái chỗ bắt cá hai chỗ này. Rồi một cái kho để trữ đồ ăn là thì đây luôn. Trận thằng bắn mấy kia đứng dòm. Sau này lên cái triệu quân luôn á. Nên lính nó càng là khắp màn hình luôn. Trời ơi, mày chọt ai, mày chọt ai. Đánh người nè, chết chết. Bên trái còn nhúm nữa, và thịt của nó luôn đi. Mua thêm. Rồi. Thêm ba cái nhà dân nữa mà không đủ người đó hả ta? Sự đó. Thằng này thì nó chết rồi đó. Đồ ăn mình không thiếu, tài nguyên mình vẫn đủ. Bây giờ chuẩn bị nhân nâng cái nhà chính lên, 150 gỗ. Gỗ ba nhà như vậy mà vẫn không đủ lắm. Xích lát này là gì? Ê ê ê ê. Lính nữa mà nó cầm lưỡi hái tử thần à, đinh ba chĩa luôn nè. Hình như là nông dân ấy vậy. Cái này là cái liềm gặt lúa. Anh em chơi con này á, không đơn thuần chỉ là xây dựng và chiến thuật này đâu. Sau này anh em vẫn có thể mà theo cái kiểu thần xây dựng thôi. Góc trái trên đúng không?
All units are in combat. Vậy là tôi không biết nó đi cái đường trên hay đường nào. Nó sẽ đi cái đường nào đó. All units are in combat. Cái toán này là cái toán đông nhất của nó. Our troops are under attack. Hai phút nữa nó mới đánh lận. Ủa, nghiên cứu là gì? Oh yeah. Hey, our troops are under attack. Okay. Nó đi đường dưới này là báo đời luôn á. Đến mình đến chính quy còn của nó là dạng chân đen đi lên không à. Rồi chết mạng à. Anh bạn à. Một phút 14 giây nữa. Our units are in combat. Chỗ này nó không cho mình xây nên chắc là nó công hướng trên này thôi. Our troops are under attack. Ê, nó động vãi à. Này là lính tay ngắn, này lính tay dài cho lên đây. Research complete. Research complete. Pháo bông. Anh em comment gì tí nữa tôi mới đọc được. À phải nâng cái đội đi chính lên. Trong gửi gỗ hả? Sao gỗ của mình hiu hiu sao ta? Xây nhà ở đây mà hồi nó càng vô chỗ này là con luôn đó nha. Một giây nữa, không kịp rồi, không kịp xây cái cổng rồi. Mấy này đi dụ mấy kia vô. Let's go. Alright. Ủa? Rồi hở lỗ rồi. Moving. Ý ơi, ơi, đông như vậy. Let's go. Có kêu nè. Để nhử nó vô gần gần á, vô nhà. Chiêu này là khi chịu hồi ra mấy con lính, tôi nhớ rồi. Cho mấy con đá tăng. Mình có một dàn cung trong này bắn thoải mái luôn. Nhẹ nhàng, đơn giản, dễ dàng. Rồi game dễ. Về nhà. Cái này bán bỏ đi. Lương thực chết rồi. Xây thêm mấy cái kho luôn. Chỗ này nó đông phết luôn á nha. Lên tới 25 cung thủ ở đây.
nuôi mấy anh này tốn cơm quá ta. Này cắt ra luôn đi, cho nó qua đây luôn đi. Chưa lên thằng thôi, một thằng ở lại. Đi đây bày nó nè. Rồi lính triệu hồi của mình nó hết thời gian rồi. Vậy là phải xây thêm một cái tường phòng thủ cho này nữa đi. Tường chắc có khi xây hai lớp luôn ha. Cái này có bằng đá thì ngon, bằng gỗ thì nó phèn quá. Ủa gỗ mình hết trên rồi đó hả? Nhìn mấy lính nó leo lên được, đứng nó múa rồi. Thôi còn mấy thằng ở đây, chỗ này chia ra luôn. Một anh ở lại dưới nhà. Mình quên cái xe này nó chứ. Xe này là một thế lực nữa nha. Xe này nó đậu đây đi. Gỗ lên chậm quá, đá thì nhiều. Gỗ đây, gỗ trên này có nùi nữa nè. Rồi, ra lùa hết cái đống bên này luôn. Vô đây đủ xử hết bầy của nó đó. Mấy cái viên độc này là cái điểm này nè, để mình cast ba cái phép này. Lord. Lương thực mình ok luôn, thêm dạng khung nữa. 130 mấy gỗ rồi. Đi nhử nhử rồi nó vô. You're the Lord. Let's go. Let's go. Nó lồng tiếng theo cái kiểu hài nhóm nhóm bữa bữa. All right. Solo mấy bạn ơi. Moving. Let's go. Lại đây mấy bạn ơi. You're the Lord. Mấy bạn ơi. Moving. Let's go. All right. Thằng cầm khiên này nó trâu ha. Trời ơi, máy bắn đá ông bắn kìa. Moving. Let's go. Chừng nào nó mới đánh nữa ta. You're the Lord. All right. Đến đây, đến đây nha chính, đến đây nha chính. Gấp gáp. Lên bao lâu ta? Bấm cái lên liền không? À phải xây nữa. Moving. Let's go. Bây giờ mình chuyển qua sản xuất đá là vừa. Tài nguyên trong này có giới hạn không? Thôi bầy này ra đây con đi. Oh yeah. I'm here. All right. Thôi. Dọn sạch mấy này đi xuống dưới coi có gì dưới không. What now? Đi lùm đồ anh ơi. Our troops are under attack. Lúc phải dưới chết tôi rồi, tôi xây trên con rồi.
Lên đồ đá được chưa? Nhưng mà đợt này mới đợt 2 trên 4 thôi, nên chưa cần gì đâu, chưa cần lo đâu. Lính mình bây giờ đông lắm rồi. Đấm ngang hướng này nè. Có mấy anh dân chặt cây thì khổ tí thôi. Hả? Our troops are under attack, sure. Nó móc lớp kìa anh em ơi. Rồi dưới này một bầy luôn. Mình anh lính này đánh cân 4-5 thằng luôn nè. Chiến binh kinh nghệ. Lên cover nó đi. Our troops are under attack. Our units are in combat. What now? Một phút 24 giây nữa. Mình xây được đồ đá vậy trời. Được rồi nè, được rồi nè. Our troops are under attack. Cái cổng đá này nó còn cần hai cái gì nữa kìa. Hiện tại mình chưa có xây được cái đó. Nên chắc làm cổng gỗ thôi. Hết đá luôn rồi. Anh này không đủ đội quân của mình đó. Nghiên cứu cái này tốn 15 gạch. Kệ nó đi. Tôi chưa có gành cái bản nghiên cứu lắm. Không lương. Rồi lương thực mình đầy quá rồi. Chắc hết rồi ha. The city is under attack. Sure. Phải xây cái chạm ở đây mới được. Hết dân à. Đây có cái nhà cùng một dân ở đây rồi đây. Enemy forces are approaching. Oh yeah. Oh yeah. Chết rồi, xây không kịp rồi. Hậu giá, hậu giá. Our troops are under attack. Trời, đi nhanh lên giùm cái. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Thủ được, chẳng thủ được. Anh em yên tâm. Lính cung của mình nó đông lắm. Our units are in combat. Mấy anh dọn nghĩa trang, bây giờ phải dọn bên này nữa nè. Thôi game dễ là dễ. Rồi bây giờ là mình tập trung giữ tài nguyên lại thôi. Nó cần tiền nữa ta. Research complete. Reset complete. Reset complete. À mình có thể khai thác được ba cái mà thép. Đây 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 đây. Có cái nhà thép là nó màu đen. Không đủ nhân lực. Chắc phải xây thêm mấy cái thằng mấy cái nhà mà thợ xây nữa. Nhà thợ xây là nhà nào ta? Nghĩa trang đông chưa? Nghĩa trang chưa có ai ở trên mà. Nhà bốc mộ nè, nhà bốc mộ level 2 nè.
chạy lính thắt cái bậc 2. Mình nâng cái nhà này lên được không ta? À được nè. Rồi mấy anh thợ xây đóng tiêu vô này. Đây nhà thợ xây nè. Không có thợ xây. Cái nhà này xong rồi bán đi. Nhà này đầy kho à. Còn gì để mình phải quan tâm nữa không ta? Ủa lên 11 dân nữa nè. Tiếp. Lần hết mấy cái nhà lên luôn. Thêm cái nhà thợ xây nữa. Ưu tiên cái nhà thợ xây lên. Phải có mà ba cái đá kia. Ưu tiên cái này lên. Rồi lên đó đi bạn. Thằng đứng đây nữa. Thêm một thằng nữa. Đứng đây. Đợt cuối là tôi nghĩ nó công hướng này. Hướng này nè. Cái tháp này cho tầm nhìn tốt phết đó nha. Hả? Cái này là sao? Hình như là không có lối vào. Xây xong cái mỏ này thì chúng ta sẽ có thép. Có thép thì sẽ nâng lên được mấy cái công trình quan trọng như thế này. Ồ, cái bệnh viện giả chiến. Hai người làm việc ở đây. Thằng nào bị bệnh thì vào đây. Bệnh viện giả chiến thì chắc xây ngay đó đây. Công nhân không thể đi đến cái công trình này để xây dựng là sao? À, nó bị kẹt chỗ này. Rồi làm gì nói bây giờ? Này là sao ta? Thêm một cái này nữa. Chợ. Kho hàng khổng lồ chứa 200 tài nguyên ở đây. Chưa được cục đá nào là sao? Đồ ăn thì mình dư thừa rồi. Bây giờ thiếu ba cái đá gỗ đó thôi. Tôi nghĩ cái phần đồ chơi đầu tiên này không cần lên cái nhà chính lên bậc 3 đâu. Nhiều đây là đủ rồi. Nghiên cứu cái này coi có tác dụng gì không ta. Tăng tốc độ bui lên 10%, 4 phút rưỡi. Ê, không phải nâng cái này. Cái nhà thợ xây á, đây nè. Rồi mình nâng nhà dân lên, đính của mình không phải nâng cái nhà này lên luôn. Chết rồi, hai đường luôn hả?
này tới 40 đá lận. Lên 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 nhanh 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 nhanh. Hết đá hết gỗ luôn rồi. Research complete. Làm gì mà tốn tài nguyên dữ vậy ta? Không có bỏ được. Không bỏ được. Đây 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 đây. Mình có là chiến binh cầm chì, hồi máu, Fearman, God Bow. Hình như nó không đi vào đây được. Nó đi trên nhà đấy. Xây ngu rồi. Lấy thục cái này xuống 2 ô nữa là ngon. Chết rồi, nó đánh tới đích rồi còn đi xây nhà ông cốc ơi. Heal is here. Chết rồi, nó công rồi. Đồng ý gì bạn? Hả? Ba đường á? Chơi bẩn. Bốn đường luôn. Hồi thủ được không sao hết. Rồi lính của mình ở đây nó mạnh lắm. Này lính chịu hồi mà. Cho nó phải thoải mái. Rồi dưới này đàn cục xong rồi lên trên đây. Trên này xong luôn rồi. Game dễ. Rồi ôi. Rồi bước đi bộ trong công viên này dễ thiệt. Nói chung là cái campfire đầu tiên thì nó thiết kế để làm quen game thôi. Sếp ơi, ngài thật là vĩ đại, quân địch tiêu diệt được là 900 quân, chưa tới 1000 quân đó. Đó, ra chiến trận cho về đó. Chúc mừng sếp. Cái quân nổi dậy đã bị đẩy lùi. Người nông dân bây giờ đã phải đồng ý để trả thế để sinh tồn. Đóng thuế đi. Bây giờ là một cái vấn đề khác nữa. Dân thì nó ăn mừng quá nhiều nên nó đốt luôn một cái quán rượu để nó ăn chơi.
chim bồ câu thì có một tin nhắn của người chú của mình. Cuộc nổi dậy của nông dân thì không phải chỗ này thôi, còn rất là nhiều nơi nữa. Bây giờ toàn quốc, toàn cái lãnh địa của mình nó phản loạn luôn rồi. Chú của mình bắt đầu xin mình lại trợ giúp, giúp ông ta. Nhưng mà chắc không có lựa chọn đâu. Đây xong cái campfire đầu tiên, vậy là đi qua cái thành thứ 2, 3 là 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sơ sơ là tôi thấy có 20 cái campfire, mỗi cái campfire chơi gần tiếng hồ. Độ khó là siêu cao rồi đó nha, không còn đi bộ trong công viên nữa đâu. Thệ, đụng thệ cho ta. Bà lắp, bà lắp, bà lắp. Thệ. Thổi đơn giản quá ha. Rồi nó xử luôn hai thằng mà thu thế của mình này. Ngày gọi tôi có chuyện gì thôi sếp. Mày chắc cái tòa lâu đài này nó mà yên bình chứ. Chào mừng đến với Finder Gainer. Còn đó là, còn đó là năm cái bông hả? Chú của mình, trời ơi, chú của mình bây giờ treo lủng lẳng trên chảnh đó. Còn bên kia là cái người cộng vệ trung thành đây nè. Rồi, bạo lực bây giờ leo thang quá rồi, không ổn rồi. Lạng quạng của nó chẩm mình, nó treo mình vậy đó. Chú mình này à, thằng đệ con chú mình treo lủng lẳng quá. Đó không phải là một lựa chọn sếp. Đức vua đã cử người đưa tin đến là không cho mình rút khỏi cuộc chiến này luôn không chừng. Trời ơi, đây là lệnh của nhà vua, là chiếu chỉ đến đây, thánh chỉ đến. Ferdinand đệ nhị nhận được ân sủng bảo vệ cái nơi này, hòa bình vĩnh cửu. Ông đọc hết lời sớm luôn. Ta rất cảm ơn về những gì cống hiến của ngươi. Rồi bây giờ phải cứu cái thành Begadiner này bằng bất cứ cái giá nào mà ngươi phải trả, để ngừng cái hành động của cái lũ này. Rồi nói chung là mình lại tiếp tục ra chiến trận và đi cứu hành người dân thường dân nhỏ bé. Game này nó làm hiệu ứng còn nữa đẹp quá không. Giờ mới để ý, mặc dù nó chỉ là cái animation lắc lắc thôi. Ngủ một giấc rồi, mình tỉnh dậy rồi, nhậu thêm mấy chập nữa rồi mà ông đọc chưa xong nữa. Chú mình nè, đây là ổng nè, thiệt luôn. Rồi, bây giờ tiếp tục là bem dân ở đây luôn. Bây giờ giữa đá dòng hòa bình. Hồi nãy là năm bao nhiêu ta không nhớ nữa, anh em có thể tua đua lại. 2000 người nông dân, mấy cái thôn dịch. 2000 người nông dân từ khắp mọi nơi đã đổ về cái vùng này theo cái khẩu hiệu của Cotter Luddy. Lâu đài của chú tôi là cái pháo đài cuối cùng ngăn cản cái đội quân này tràn vào cái thủ đô, nơi mà sẽ đấm cái vị vua mà Ferdinand II này, cái gã béo ú. Hắn đã ra lệnh cho tôi là phải ngăn cản cái cuộc tấn công này bằng mọi giá. Cái này lên cái 6 đợt phòng thủ nè. Bây giờ một á, mình theo vua, còn hai á, mình theo dân. Sao tôi thấy cái nào nó cũng to nhìn như đó.
Theo vua là theo dân. Bây giờ dạy những cái người nông dân này, hướng dẫn những cái người nông dân này. Vua thì tôi thấy chưa có xuất hiện trong cốt truyện gì hết. Thường chơi bình thường á, đảm bảo anh em sẽ theo cái kiểu mà theo dân luôn. Tại vì dân của mình nó nổi loạn lên, nhưng mà tôi thấy nó bạo lực quá. Cuối cùng đóng thế nhiều, nên bây giờ theo vua thử phát ha. Sau này có thời gian theo dân lại, nó đối lập hoàn toàn nè. Rồi, theo vua phát đi. Trời ơi, tức là mình không có bao giờ cơ hội tham gia cái phe còn lại, tôi theo dân. Rồi, ok. Ủa, đi đâu vậy? Trời ơi, đi thẳng đây, đây cho rồi đi, ông đi cái hình chữ S cho nó xa thêm. Bây giờ là mình theo dân rồi đó nha, tức là mình phải chống người vua của mình luôn đó. 6 đợt tấn công, đánh bại tất cả của quân trong cái vùng này. Tìm kiếm những cái người mà bước đi là cái hội của mình nó đang phân tán ở đâu đây. Chúng ta đã có 5 cái nhà dân mặc định sẵn. 6 cái đồ ăn thức uống là trên hết. Thấy nho về mấy bạn ơi, bắt cá mấy bạn ơi, làm cái kho lương luôn mấy bạn ơi. Rồi đi chặt gỗ, gỗ là quan trọng nhất. Hả? À, chưa gì nó đánh luôn rồi đó hả? Này lính tăng cơ hả? Chết rồi, không có lính tay dài rồi. Dân của mình toàn là dân đen thiệt. Đúng nghĩa dân đen luôn á, dân màu đen luôn. Gì đây? À, lính vô thám của mình nào. Dạng như tướng vậy đó hả? The rightful king's called the first. Đợt đầu tiên thì chắc mấy thằng lính của mình là nó cũng đủ sức nó xử luôn rồi. Thiếu cái nhà thợ xây. Ủa, nhà thợ xây nó nằm đâu ta? Ủa? À đây nè. Không có lính cung chết rồi, không có lính cung là đâu có xây ba cái tường, xây ba tường thành này nó đâu có nghĩa đâu. Lính do thám này của mình gần phải sống sót nè, không được chết nè. Rồi, xong cái đợt đầu, để nó tràn vô đây. Xây cái dãy lính sớm mới được 80 gỗ.
mấy dân này nó đứng yên hết ta. King's called the first. Trời, đứng nó nhìn trang bị mà căng đét vậy. Trời ơi, nó 40 máu, dân mình có 10 máu thôi. Summon phát đi. Trời, nó chặt dân mình như chặt gỗ kìa. Trời ơi, mấy ông nội đứng dòm. Ủa không, thằng tướng của mình còn nguyên máu à. Thôi, không sao hết. Hai cái mỏ đá ok luôn. Địa hình chỗ này dễ thủ nè. Nó trầu, nó cũng trầu dữ lắm đó nha. Một mình nó cân nguyên một đàn của mình luôn. Đến nổi không trời. Thôi ơi, không nổi đâu, không nổi đâu. Về đi, về. Đừng có đuổi nữa bạn ơi, bỏ đi. Bỏ đi. Đuổi cái gì mà đuổi. Hai xác chết thối rữa rồi, chết rồi. Chưa có xây cái nhà dọn xác. Nghĩa Trang đó, Nghĩa Trang xây ngay đây đi. Rồi nhiêu đây thì chưa được. Lấy lượng bù chất, đúng kiểu nông dân luôn á. Ủa chưa có nhà thợ xây á ta. Đây nè. Để mấy cái sáng này nó thối rữa là gây dịch bệnh đó nha. Với lại giờ chưa có bệnh dịch biển đâu. Có vấn đề cái là toàn liền. Nâng cái này càng sớm càng tốt. Chúng ta lên lính mới. Phút nữa nó mới đánh thì không biết là có gọi ra mấy anh đệ kịp không. Cái nhà tờ xây cần 20 gỗ, hết gỗ luôn đó hả? Nó đi, nó lụm mấy cái xác đó đóng về giống như là cái kén vậy nè. Về nó bỏ vô đây. Đi nó nhặt xác giống người ta đi bắt cá vậy đó.
xây cũng lẻo quá ha. Nhưng mà mình làm gì có đứa nào tay dài đâu trời. Hai anh tăng siêu trâu nè, cười khỉ á. Không kịp rồi, phút nữa quá lính nó tướng nó ra. Cái sông này mà bích đường luôn á thì đẹp á. Không bích chống khúc này, tức là mình xây ở đây vẫn có khả năng nó đi đường dưới nữa, vậy thì mệt lắm. Chết rồi, dân bị bệnh rồi, chưa có bệnh viện nữa nha. Hai chục giây hả? Ôi đông. Phe này có vẻ là phe khó cho mình này. Ý da, nó chọt cái mới 8 máu. Bắn không thấm luôn á. Trâu quá à. Lính lính chính quy còn mình là dạng đúng kiểu dân đen luôn á. Rồi ok, chết sạch đấy anh đó hả? Rồi ơi, còn có ba thằng à. Thiệt tình. Đợi cái nhà chính nâng lên đi, tôi đọc luôn cái bãi danh này. Lúc đó mình sẽ xây thêm một cái tường ngang đây nữa nè, kéo đây qua đây luôn. Chỗ này phải nên đồ đá sớm rồi. Chỗ nó đem thẳng vô nhà chính luôn hả? À, cái chỗ này vui rồi. Rồi bây giờ xây thêm một cái tường thành. Chưa tôi không lộ đây luôn. Thật đã. Thiếu 10 gỗ. Gỗ có ok, đá có ok. Thiếu gỗ thôi. Xây xong cái này đi. Thứ tự ưu tiên 2 á, nó còn xây cái gì trước nữa ta? Hình như cái nhà lụm xác, nhà nhặt xác, đúng rồi.
chứ để 22 này cái xác nó thối rữa thì dân mình nó ở gần gần đó, nó dính độc chết hết luôn. Cái kho này là phải kho lương đó, không kho lương mới là kho này. Nó liền vô luôn nè. Bây giờ đưa mấy thằng cung lên đây, đưa mấy lính cung lên chỗ này. Xong rồi lên dữ nữa xuống. Ngân hàng Á Châu combo quà tặng 1.7 triệu đồng sẽ là của bạn. Tụi nó không có đính tay dài nên cũng khá là phải đó. Đánh này trước. Này có 200 máu à. Bắn hụt không gì trời, chết tôi rồi. Nó đứng yên mà còn bắn hụt không nữa. Our fortifications are under attack. Dưới này không có mỏ đá nào luôn ta. Không có mỏ sắt nào luôn á. Nhà lính chưa xong nữa. Có nhà lính thì mình sẽ nuôi lính lên. 40 gỗ. Tăng tốc độ xây dựng. 30 đá. Tăng gấp đôi tốc độ xây dựng. 40 gỗ trước đây. Phút rưỡi à. Nhà lính xong rồi. Trời ơi, phải có đá. Hết đá luôn, không đá luôn. À không phải có mà. Sắt. Có sắt mới chơi được lính nỏ này hả ta. Không có mỏ sắt nào hết, toàn mỏ đá mà. Cái này là đá nè. Mỏ sắt thì nó màu nâu nâu hơn tí, giống mỏ đất sét á. Địa hình chỗ này cũng tương đối dễ thủ, có nguyên bức tường rất là dài nè. Ê, 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 ê. Chỗ này xem được đâu, chỗ này xem được đâu. Phải đánh tụi bên này à. Research complete. Đây đây đây, có mỏ ở đây nè. Tạm thời thêm một tí đến cung nữa. Heal is here. Hey. It's called the first. Này đây. The first. Hey. Giờ mình còn có mang lính à. Ê ê ê ê ê.
dân nó chạy nhanh vãi ra. Our units are in combat. Này chứa 100 á, cái này chứa 50 nâng lên thì nó cũng vậy à. Let's go chopping. Let's get to it. This is going to be fun. I know. Chậm đồ đó. Nó có 3 thằng đánh luôn đi. À, đứng hồi máu, ngon rồi. Ngon, gom được 1 bãi. Coi qua đây làm lại cái trò đó. Ủa, mấy lính của mình đâu hết rồi ta? Phải chiếm 2 cái bãi sắt này càng sớm càng tốt. Ôi ôi chết rồi. Let's go chopping. Tell me. The city is under attack. Để nó cắn trộm đau quá. Give it a swing. They are attacking again. The rightful king's called the first. Nó cắn trộm mình kìa. Oh, yeah. Our fortifications are under attack. There. Our fortifications are under attack. Chỗ nào cũng có mà quái tụi nó hết. Thiếu dân đó. Thiếu gỗ. Chết rồi, nó đi cái đường này xa quá rồi. Phải có cái nhà kho cho nó. Phải có cái nhà kho ở gần đây mới được. Hey, Minvan. Tell me. Ủa, 35, à 33. À
anh cao to đen hôi qua đây luôn. Có lính hồi máu à. Ủa mấy cái thằng hồi máu của mình nó nằm đâu ta? Để tôi nhớ mình có một tốn hồi máu á. King's called the first. Tell me. It's called the first. Ít thôi, đi ít thôi mấy ông. Got me chopper. The rightful king's called the first. It's called the first. Ấy, thanh đi. Rồi đi ra một phía trên luôn. Thằng cầm cờ theo làm gì cũng biết nha. Hồi máu nè. Hết dần à. Our troops are under attack. Xin tí thịt bạn ơi. Qua đây bạn, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây mình nói chuyện phải trái trước sau. Thằng này bỏ về rồi. Thanh niên thức tỉnh nhất của năm nè. Kẹt này. Our troops are under attack. King's called the first. It's called the first. Ủa nãy tôi nhớ có một tốn lính hồi máu của mình nó đâu có tiêu cho người ta. Now what? Yeah. Rồi nó công đường dưới này. Our units are in combat. Đi thẳng đây luôn á. Yeah. Này quỷ đây. Tony. Ready. Yeah. It's called the first. Yeah. Chỗ này chắc không cần mở rộng ra nhiều đâu. Đi tới đây được rồi. Đợt này mới đợt thứ hai đó, thứ ba đó hả? Nó gắt gỏng với nhau gì hả ta? Yeah. Kho này sắp vui nữa rồi. Yeah. Bốn kho luôn, hết gỗ luôn. Đồ ăn thì cũng khá nhiều, còn khá nhiều hả? Yeah. Ồ, có cái mới nè. Yeah.
Đó, có tường thành, có lính cung là thấy cũng khỏe người đó. Cái này 40 gỗ luôn hết ta. Rồi nó phá cái sập gỗ chỗ này của mình nãy. Chết rồi, hết đồ ăn, hết đồ ăn. Chết rồi, có hai cái nhà lấy gỗ thôi. Đông quá vậy ta. Tường chưa xây xong hết. Chết rồi, không có tính cận chiến thôi. Phải sống nha, thằng này buộc phải sống. Quên đưa mấy anh này qua nữa. Không sao, còn tường là thủ được. Trời ơi, mấy ông hưu lên. Cũng nhẹ nhàng, không sao hết. Cái này nó cũng châu vật với anh. Trời ơi, nó bắn chết. Lính của mình tèo ở trên rồi. Nó có máy bắn đá luôn, khủng khiếp. King's called the third. Hey. Tell me. Mấy ông healer của mình đi sạch hết anh. Bế. Now what? The rightful heal is here. Ông cốc đi bắn nó làm cái gì vậy trời? Our troops are under attack. He's called the third. Chỗ này nó chính thằng lính rồi. Our units are in combat. Mình sắp hết đồ ăn rồi nè. It's called the first.
Reporting. It's called the first. Reporting. Đừng có lôi mấy cái xe bắn đá nó theo rồi được. Reporting. Got me chopper. Reporting. Yeah. The right thing is called the first. It's called the first. Quay về cái gì lại đây? It's called the first. Reporting. Called the first. What is it? Hồi máu cho mình mấy bạn ơi. Hồi máu. Ủa, sao nó hồi máu mình ta? Yes. Healer mà nó cầm đá nó trội. Thêm một cái tháp nữa. Thêm một cái tháp canh ở đầu chỗ này nữa đi. Đây. Chỗ này hết gạch luôn rồi. Our troops are under attack. Yes, sir. King's called the first. Tell me. It's called the first. Đá mình thì nhiều, gỗ mình ít thôi. It's called the first. Our troops are under attack. The rightful king's called the first. Yeah. Lord. To me. Yeah. It's called the first. Yeah. It's called the first. Yeah. Quá trời nó trâu thiệt luôn á. Hết lương thực, hết lương thực. Dân mình chết đói hết rồi. Reporting. 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 Hết dần luôn hả ta? Reporting. Thôi đi quét nguyên cái trại này được rồi đó. Reporting. Yeah. Let's go chopping. Đi. Đồng quân ta tiến lên. The curse. What is it?
coi. Dập được tụi nó là xong rồi đó. Our units are in combat. Cái này chắc không còn gì đâu hả? Rồi, có đồ ăn, có gỗ. Có đồ ăn nữa rồi. Chắc còn mỗi trên này thôi, còn lại là không còn đâu hết đâu. Này là gì? À, trừ 10% cái số tiền, cái số mà tiêu thụ ở trong cái bán kính này. Còn phết nữa chứ. 3, 4, 8. Dọn đủ mấy bầy này chưa ta? Coi chơi chiến thuật du kích đi. Bầy đó kinh quá. Chết rồi. They are attacking our buildings. Now what? Cái giết hết dân mình rồi, thiệt tình mấy thằng này nó ác. Our people are under attack. What is it? Huh? Ủa? À, mấy đó là dạng... dạng tay dài, rồi dạng tay ngắn, không có lên đó được. Đồng phết luôn á. Ý dạ. Our troops are under attack. Bên đây đúng không? Bên phải thì dễ hơn. Our fortifications are under attack.
này là gì? À, lính cưỡi ngựa, kỹ sư, nơi mình có thể tạo ra máy bắn đá. Rồi, chưa cần. Quán rượu này phải nhanh nhanh lên mới được. Ưu tiên quán rượu trước đi. Lính mình tôi vẫn nghĩ là dư sức thủ được cái đường này. Cái anh nào tay dài không? Anh này ở lại. Hai anh ở lại đi. Phòng mấy thằng trên này nó chơi nó úp mình đó. Cái nhà bui đơ nhà này nâng lên, nâng luôn. Chuyển sang đây đi. Tình hình lương thực bây giờ đảm bảo lại đó. Yes. Bốn anh hồi máu nhét đây nữa vừa luôn. Đứng như này nó hồi máu được không ta? Heal is here. Thêm sở thủ mấy anh ơi. Thêm bầy sở thủ nữa. Khu nào, khu này bên mình trống nè. Các người xây ở đây. Heal is here. Enemy forces are approaching. What is it? Ah. Chết rồi, chưa xây kịp cái cổng rồi. Heal is here. Okay. Sure. Nhanh lên. Yeah. Our fortifications are under attack. Yeah. Nó mới đi bên đây, nó đi bên đây, ác độc. Vẫn thủ được, vẫn thủ được, không sao hết. Giờ ra anh đi nữa. Xong luôn rồi. Giờ mới xây tiếp. Còn cái gì nữa đâu mà. Trời ơi, đơn giản quá. Giờ còn chỗ trên đó thôi. Còn hai đợt tấn công nữa. Chưa có dễ ăn gì đâu nha. Có hai xác chết. Để tí tụi nó dọn là được. Lương thực tương đối ổn định. Nhà dân cũng tăng lên khá là ổn. Gỗ thì vẫn còn khá nhiều trên này nên cũng yên tâm. Đá với sắt cũng còn nhiều. Bây giờ mình phải xây thêm cái gì nữa ta? Cái chợ cái gì? Lên. Vô đây gõ đầu tụi này cái một. Trời, nó xếp hình cái đội quân của mình nó đứng đúng đẹp luôn nè, thấy không?
Bây giờ nó bắn chuẩn. Thằng này không được chết nha. Nó chơi nó cắn trộm mình hả ta? They are attacking again. It's called the first. Our troops are under attack. Attacking the wall. Hey. They're already dead. The right is hot the third. Rồi, xong. Để quy trước điểm nhẹ nhàng. Nó đục được cái lỗ vô luôn rồi. Troops are under attack. Chốt bên này đây phải không? Hốt của nó luôn. Chào mấy cưng. Reporting. 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 Our troops are under attack. To me. Reporting. Này có bãi nhỏ thôi. Reset complete. Không biết nó là cái gì, đừng có chọn đại đây. Nhìn nó có vẻ thú vị. Rồi thêm cái tường phòng thủ bên đây nữa. Một cái tường bên đây với cái tường bên đây. Chỗ này cũng khá là căng. Chưa biết nó sẽ tấn công mình hướng nào, nhưng cứ xây trước đi. Ủa sao mấy anh thợ xây của mình nó đâu hết người ta?
The rightful here. Healers here. Hết dầu, hết dân. Research complete. Healers here. Market là gì? Con gà là cái gì? Cả cái chợ hả? À, mình có thể bán mấy cái đồ mình thừa đá nè. Bán nhiêu đây được 20 à? Bao nhiêu vàng thì lên được 35 vàng, bán 2 lần 600 gỗ lần. Trời ơi, 600 gỗ. Chặt hết cái rừng này đó hả? Heal is here. Có khả năng tí nữa nó cong đường này nữa. Mấy tài nguyên bắt đầu cạn kiệt rồi nè. Research complete. Nào nó mới về đó. Bán 400 đá lần nữa là mình hết đá luôn đó nha. Bán 200 sắt này thì lấy 15 tiền nữa thôi. Rồi 15 tiền nữa mình đủ nâng cái nhà chính lên rồi. Nó đang xây mà, không có thể xây ở gần gì không? Rồi, vừa đây chắc tạm ổn rồi đó. Đó, anh em nhìn những người đã hy sinh anh dũng của chúng ta. Mà sao cái kiến trúc mộ nó nhiều loại quá ha. Còn nhà nào chưa nâng không ta?
Đồ ăn bây giờ khá dư thừa luôn. Càng gỗ càng đỡ. Thằng nào liêu gì? Chơi. Nó đập chết mình luôn không? Tính đâu? Locked and loaded. They are attacking again. Easy. Huh? Got it. Our fortifications are under attack. If you're sure. Moving. What? Got it. Không có đường vô luôn hả? What is it? Huh, whatever you say. Got it. Huh? Vô ra được mà. Hey. If you're sure. Moving. Huh, whatever you say. Got it. If you're sure. Rút trên bên phải. King's called the first. Cưỡi ngựa mà bắn cung hả? Thôi thôi. Một cái này không biết thủ nổi không á. Heal is here. Got it. Hey. What is it? Moving. Hey. Huh? Aiming one. Heal is here. This is going to be fun. Here. Làm gì đó bạn? Qua đây quấy phá cái gì đó bạn? Here. Enemy forces are approaching.
grave even before battle, if that is your wish. Whatever you say. Chết rồi, nó đi đường dưới đường trên luôn, đúng như tôi lo ngại luôn. They are attacking again. Dưới này thủ ok rồi. Our fortifications are under attack. Anh bị điên à. Our troops are under attack. Yes, sir. What is it? Rồi, còn đợt tấn công cuối thôi, không có gì phải lo cả. Bây giờ cứ mà gia tăng binh lực lên thôi. Chỗ rồi. Lương thực thì sao ta? Nặng luôn, nhưng mà phải có tiền. Bây giờ mình dư đá thôi. Ready. Sao không quỷ được ta? Không quỷ được để xây bức tường này cho nó liền lại. Được nha. Hai lính này dạng như lính cảm tử luôn rồi.
Tường này tầng 6 gỗ mà có 3 gạch thôi, gỗ lúc nào cũng cần nhiều cả. Vui đi anh nộp tờ xanh chi bây giờ đã xuất hiện trên sở tim. Thôi không cần cái này đâu. Chết rồi. Chết tôi rồi. Người tốn đất quá thôi. Nhìn đinh cung hả? Thiếu gỗ, cạn gỗ luôn. Hai gỗ thì được. Cái thằng tăng cơ hạng nặng này. Không phải tower 3 mới được. Tower 2 chưa được nữa. Đá mình bây giờ nhiều quá, chắc đi bán bớt đá lấy gỗ. Trader đã lấy gỗ vô về. Cái này hết hả? Cạn thì nét luôn. Chỗ này không còn tí cây nữa. Cái đợt cuối không biết nó công hướng nào nè. Lo là lo cái chỗ đó đó. Cái này là chữ V, chữ B. Rồi, tạm ổn rồi đó. Bây giờ vẫn còn dân. Nhìn chỗ này đúng đẹp ha.
Có cổng này nè, đi đường này nè. Hey. Có 6 anh lính cung nữa ta. Tủ đây. Got it. If you're sure. Ở đây đến cung luôn. Yeah. Vỡ nhà là vỡ trận luôn á. Yeah. Rồi một đống gỗ về rồi. Xì nốt. Yeah. Mình có đi công thành đâu mà xây máy bắn đá. Coi như là tường thành mình nó vững chãi rồi đó. They are attacking the walls. Our fortifications are under attack. That is good as done. Đánh nhanh như máy vậy. Cung thủ à, thêm cái khiêu cung này à. Game này mức normal mà thấy nó vẫn hơi dễ á. Chưa biết có dễ hay không, mới mấy campfire đầu thôi, nhưng mà phải chém gió như vậy thì người ta mới tin. If you're sure. Huh? What is it? Research. Tôi mà là thằng dev ơi, cho nó công 6 hướng luôn. Bốn chục dân, sắp hết lương thực rồi. Yeah. Rồi hết thì chết đói. Yeah.
Here. 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 Bắn gì? Here. Mấy tôm thép này, móc lớp à? Chưa tới nữa, chưa tới nơi nữa. Chưa đến chợ đang hết tiền. Chừng nào nó mới công được cuối trời, game này chơi lâu dữ thiệt á. Đó, bốn hướng. Hướng này không có nào. Hướng trên này, hướng này cũng không có nữa. What is it? Here. 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 Yeah. 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 Coi Onin đợt cuối này là xong rồi đó, hết dân luôn rồi đó. Cũng không cần lương thực hay là cái gì nữa đâu. Whatever you say. Got it. Here. Here. Khu này vẫn còn yếu lắm nè, mỏng lắm nè. What is it? Chỗ này là nặng nhất nè, nó sẽ còng vào đây hơi bị nhiều á. Lính của mình quản hết một kiểu một thì nó ở đâu ta? Lâu lâu có mấy thanh niên nó đứng nó gãy gác nè. Thằng dân này sống từ đầu đến cuối luôn nè. Hiếm hoi của chúng ta đó. Yeah. 15 giây nữa, chỗ này không kịp rồi. Yeah. Hi sir. What is it? Reporting. The enemy are preparing their final assault. The rightful. Yeah. It's called the first.
Huh? Yeah. They're attacking our buildings. Yes. Diệt mấy con đá nó trước. The city is under attack. Yeah. Chỗ này cũng khá nhẹ nhàng. Yeah. Cho nó cái này để nó khỏi phá thành. Our troops are under attack. Lord. Hi, sir. They are attacking the wall. Rồi chỗ này cũng xong rồi. Xuống đây luôn, xuống đây luôn. My orders. They are attacking the walls. Understood. Rồi, ok, thủ nhẹ nhàng. Phía bắc thì sao? Phía này có vẻ hơi to nha. Thằng này buộc phải sống, không có để nó chết được. Một. Còn mấy cái phiêu mà tôi chấp nó không xài luôn nè. Kiềm dễ. Mức này là mức no mòn đó nha. Không có đường đi đó. Cuối cùng nó tấn công mình 1, 2, 3, 4, 5 đường. Rồi ok. Mới xong hai cái campaign thôi mà 2 tiếng rưỡi rồi đó. Lồi con mắt luôn. Rồi có thời gian chơi tiếp game này. Nói chung bản 1.0 thì anh em chơi campaign không chắc cũng là 2-30 giờ chơi nữa đó. Để tôi coi nốt cái cốt truyện này cái đó. Scott la pepili carampili. Moro se belle le tiri, boss mino. Bari marhettere passali garambola haratuti. Bây giờ thằng vua nó ra lệnh cho mình đầu hàng. Càng ngày mình càng chè chén say sỉnh vậy. Chúng ta mới chỉ đánh bại những cái quân lính tiên phong của họ thôi. Lực lượng chính của nhà vua thì vẫn chưa có đá động gì cả. Nên bây giờ lời khuyên cho mình là chạy trốn đi. Hy vọng rằng chúng ta có thể đến được cái bờ biển. Sao lại đi ra biển làm cái gì? Lính cho thám của đội quân kháng chiến thì đang đợi chúng ta ở chỗ đó. Cái sáng trong phòng nhọn rồi. Con thuyền này sẽ đưa chúng ta đến cái hòn đảo là ở cắt cổ gì đó. Rất nhiều lính trên đó sẵn sàng gia nhập đội quân của chúng ta. Rồi bây giờ cốt truyện là qua xong hả? Ồ. Chỗ này là cái trận đánh đầu tiên của mình khi ông cha của mình mất. Ông cha mình đi săn hung mất. Chỗ này là trận đánh đầu tiên là mình, trận đánh thứ hai là mình ngã về cái phe nông dân. Nên không có đánh. Là chỗ ông chú mình cũng chết đây nè. Trận này mình theo phe nông dân đánh nơi đức vua. Thì tôi nghĩ cái tiến triển còn lại á, nên em chọn thì nó sẽ đi vòng vào đây. Hoặc là sau này mình vòng qua. Thì tức là một cái campaign anh em không phải đi hết được cái này đâu. Có khả năng phải chơi lại khá nhiều. Thì tôi mới đánh có hai trận, là trận đầu thì lên được cái nhà chính đời 1. Trận thứ hai lên được cái nhà chính đời 2. Thậm chí mà chưa kịp lên cái đời chính nhà 3 nữa. Thì chắc cũng không cần thiết mấy. Chơi game này thì anh em nên chơi cái độ khó hơn đôi một bậc đi. Ngu như tôi mà chơi cái độ normal vẫn qua được thì anh em chơi bình thường á. Đảm bảo là chơi độ khó hơn tí thì vẫn ngon lành.
Rồi, có thời gian chơi tiếp game này. Đi hết campaign này chắc cũng đỏ mắt à. Rồi, ok, bye bye anh em. Một game khá là thú vị.